Thân mến chào mục sư Ngô Duy Cường và các anh chị em trong Zoom giáo dục trẻ thơ nên người, cũng như tất cả quý vị phụ huynh đang theo dõi chương trình này trên Facebook Live. Hôm nay một lần nữa Vân được hân hạnh giới thiệu cho cái chương trình giáo dục trẻ thơ nên người phần 3 với một chủ đề cũng rất là hấp dẫn, và đó là cùng làm việc nhà. Thì đây là một cái chủ đề có thể nói rằng bản thân vợ chồng của Vân cũng rất là muốn học hỏi cái cách hướng dẫn con, dạy con để làm việc nhà. Bởi vì theo kinh nghiệm của hai vợ chồng đó thì khi có cháu đầu đó thì mình toàn là muốn thương con một, cho nên là dành hết việc nhà và mình nghĩ làm như vậy là thương con. Nhưng mà tới một cái lúc mà con nó lớn cũng không biết làm gì hết, và mình đã rất là khó khăn trong vấn đề làm sao hướng dẫn con làm việc khi con đã lớn quá rồi và không hướng dẫn từ nhỏ. Cho nên đây là một cái điều mà thực sự không phải là thương con, mà cái đó là trực tiếp không giúp con trưởng thành để khi cháu ra đời cháu không có cái kiến thức, không có cái trách nhiệm trong cái gia đình của mình, bởi vì đã không được hướng dẫn từ nhỏ. Thành ra là Vân và hai vợ chồng Vân rất là muốn học hỏi thêm những cái điều mà mục sư sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm sao để cùng làm việc nhà với con, dạy con làm những công việc gì, ở độ tuổi nào và như thế nào để con không có từ chối và không có cha mẹ cũng không phải quá khổ sở về vấn đề là tất cả việc nhà là đều dồn hết cho cha mẹ, còn con thì chỉ chơi game. Đây là một cái vấn nạn của xã hội chúng ta ngày hôm nay. Thì một lần nữa Vân rất là cảm ơn mục sư Ngô Duy Cường đã có cái chương trình giáo dục trẻ thơ nên người và có những cái buổi những cái đề tài rất là hay. Và một lần nữa xin chào đón mục sư Ngô Duy Cường quay trở lại với chương trình trong chủ đề cùng làm việc nhà, và em xin mời mục sư bắt đầu buổi tối hôm nay ạ. Cảm ơn Tường Vân. Một lần nữa xin đại diện tất cả các anh chị em đang có mặt trong phòng Zoom gửi lời chào đến các bậc phụ huynh đang cùng theo dõi chương trình với chúng tôi. Và chủ đề hôm nay Tường Vân cũng đã giới thiệu với chúng ta cùng làm việc với các con. Niềm hạnh phúc lớn nhất đối với bất cứ một ai, dù là trẻ thơ hay là người lớn tuổi, là được làm việc. Theo cổ ngữ của các nền văn hóa xưa đó, người ta nói rằng bàn tay của chúng ta là bộ não thứ hai. Bàn tay của con người là bộ não thứ hai. Tôi nhớ đến thăm một gia đình, và vì đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng đó, cháu nó bị dị ứng da đó, cho nên ban đêm nó phải dùng tay để gãi. Vì vậy trước khi đi ngủ đó, vợ chồng phải băng hai cái bàn tay lại và giống như là khóa tay luôn vậy đó. Và ban ngày cũng vậy, cũng băng hai cái bàn tay lại và cứ dặn dò hoài con đừng có dùng tay để mà rờ vào mặt hoặc là gãi, là vì mỗi lần gãi mạnh quá nó xước, nó chảy máu đó. Nhưng mà cái việc này nó tiếp diễn đến giây phút nào thì tôi không biết. Tuy nhiên để một cái bàn tay mà bị bó buộc lại như vậy đó thì chẳng khác nào chúng ta đang bó cái bộ não của con người. Là vì tất cả những điều mà tâm não chúng ta mong muốn, ước mơ muốn làm đó, nó được thể hiện qua đôi bàn tay, phải không ạ? Nó được thể hiện qua đôi bàn tay. Mà khi giữa não và bàn tay được gặp gỡ nhau, và bàn tay biến những ước mơ, điều mong muốn của não được hình thành và hoàn thành đó, thì đôi mắt sẽ nhìn vào những việc bàn tay vừa làm và cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Đó, hạnh phúc của con người là được làm việc. Ở trong gia đình chúng tôi thì có ba cháu và cháu nào cũng thích làm việc. Làm việc chung với ba mẹ từ lúc còn nhỏ rồi, cho nên có khách mời đến nhà ăn bữa cơm đó, cũng nhiều bậc phụ huynh đến thăm, ngạc nhiên lắm. Tại sao mà con của anh chị là biết sắp, không chỉ biết sắp bàn, sắp trưng bày mọi thứ đầy đủ hết như là một cái bàn tiệc, mà còn vào bếp nấu nữa. Có những bữa ăn trong gia đình là các cháu nấu, những bữa như là lễ tạ ơn rồi Giáng sinh vân vân, thì tôi với Nga chỉ là những người
được mời đến bàn ăn để thưởng thức thôi. Rất là đâu ra đó là vì chúng tôi đã hướng dẫn từ lúc còn nhỏ rồi. Như cháu Duy Ân á, tôi cứ nhớ hoài là hồi nhỏ cháu đi học mẫu giáo, năm đó khoảng 4 tuổi mấy thôi. Nhưng mà khi về mà thấy tôi đã cắt cỏ xong rồi đó, cháu buồn lắm. Không có khóc, không cằn nhằn, không lăn ra ăn vạ, nhưng mà vẻ mặt rất buồn. Và tôi có hỏi sao, cứ lấy tay chỉ vậy đó, mà chỉ qua cái máy cắt cỏ đó. Ý muốn nói là tại sao ba Cường lại cắt hết, không có chừa cho con chút nào hết. Vì vậy từ đó cho đi tôi không dám cắt cỏ khi có Duy Ân ở nhà. Đợi cháu về nhà hai cho con cắt. Và Linh Ân cũng vậy, tôi đẩy như thế này. Và mấy đứa lúc còn 3 tuổi đã đẩy phía sau rồi. Đó, cha và con cũng đẩy đến nhà thờ cũng vậy. Như hình ảnh chúng ta vừa thấy ở trên Facebook, tôi có quay một đoạn là Linh Ân hôm nay cắt cỏ cả sân vườn lớn của nhà thờ đó. Coi như tất cả những cái thao tác về kỹ thuật máy móc ở nhà thờ, Linh Ân được học từ lúc còn nhỏ luôn. Giả sử Linh Ân thích mua cái đồ ủi tuyết để gắn vào cái máy đó chẳng hạn, cách đây khoảng 3 năm rồi, là tôi nói chuyện với các anh chị thanh niên và kết hợp lại mọi người đóng góp một chút mua liền. Muốn mua một cái remote phía sau để cái xe cắt cỏ đó kéo đi cũng mua luôn. Nhưng mà khi mua về đó là Linh Ân lắp ráp. Lúc còn rất nhỏ, những người lớn đi ngang qua thấy, wow, đứa bé này nó biết lấy đồ nghề ra lắp ráp từng chút một, kết hợp lại với nhau trở thành một cái hệ thống, có thể làm việc một cách phải nói là như là một người thợ chuyên nghiệp vậy. Thì thay vì chúng ta dùng số tiền để mua một cái iPad cho ngồi bấm game hoặc là chơi những trò chơi chỉ tốn tiền mà không có đổ mồ hôi ra, không có sức sáng tạo, thì chúng ta làm sao đó là kết nối các con của mình vào những công việc thiết thực của đời sống. Là vì những công việc đó nó liên quan đến đời sống gia đình, liên quan đến ngay cả việc ân ái giữa vợ chồng. Tất cả những cái thao tác mà người nam làm, nhất là một đứa bé trai làm từ lúc còn nhỏ, liên quan đến việc ân ái giữa vợ chồng. Tôi nói cái này nó liên quan đến cái đề tài xa hơn một chút, là bên phía hôn nhân và gia đình đó. Nhưng mà tất cả những gì người đàn ông làm, từ giây phút người đàn ông còn là một bé trai, sẽ ảnh hưởng rất tốt cho đời sống hôn nhân và gia đình. Mà ngay cả việc phòng khuê cũng vậy nữa. Đây là vấn đề riêng rồi, xa rồi, chúng ta không tiện nói ở đây. Việc của người nữ làm cũng vậy. Một đứa bé gái được mẹ hướng dẫn trong cái việc tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở từ giây phút còn nhỏ thì sẽ rất tốt cho đời sống hôn nhân gia đình của bé gái hoặc là cháu gái về sau này. Cho nên tôi thường nói với Yến Nga khi Thùy Chân mới sanh ra đời đó, Yến Nga, con gái đó là con của chúng ta, tuy nhiên việc giáo dục đó là anh tin tưởng và anh nhường hết cho em. Em làm sao cùng làm việc với con. Và chúng ta thấy không, bất kỳ là đứa bé nào nó cũng thích làm việc, thích giúp đỡ ba mẹ. Có những bậc phụ huynh đó ngại ngần là vì thấy con làm nó không có được như ý mình muốn. Nhưng mà đừng có ngại, dù có bể cái chén, dù gấp đồ không được gọn, cứ để cho làm. Là vì cho đến khi nào mới làm, mà những cái tài khéo đó nó sẽ giúp qua những công việc khác, giúp cho việc học, việc làm ở công xưởng, rồi sau này đó việc yêu đương, việc hôn nhân và gia đình, chuyện phòng khuê cũng vậy, nó liên quan hết về cái sự khéo và tài khéo. Mà tất cả mọi việc đó nó được thể hiện qua đôi bàn tay từ những giây phút các cháu còn nhỏ rồi. Cho nên tôi thấy đây cũng là điều mà nhiều bậc phụ huynh lắm, không phải ở Mỹ không đâu, mà tại Việt Nam cũng vậy, cũng than phiền về các con của mình. Mà cái việc than phiền đó không phải là cái việc lúc các cháu còn nhỏ, mà khi lớn người ta than phiền. Mà lớn đó thì tôi thấy là cũng hơi muộn rồi. Là vì một người không từng làm việc từ lúc còn nhỏ đó, để lớn lên làm một điều gì đó rất là lượm thượng. Rất là lượm thượng. Và cái lượm thượng đó nó cũng liên quan đến cái lượm thượng hoặc là không có đủ cái sự hiểu biết về tình cảm giữa nam nữ và nhiều việc lắm. Vì vậy nó tạo ra hoặc là nó
nó dẫn đến những cái trở ngại trong đời sống hôn nhân và gia đình, cả người nam lẫn người nữ luôn. Cho nên chúng ta không chỉ muốn con làm việc để chúng ta đỡ bớt cái gánh nặng với những trách nhiệm hàng ngày, nhưng mà cái việc mà một con người làm từ những ngày bé thơ cho đến lớn, nó giúp ích cho rất nhiều việc ngoài kia và trong chính gia đình của các cháu. Nha, với những lời đại khái như vậy, chúng ta cùng đi vào sâu của chủ đề hôm nay, và mong rằng các bậc phụ huynh, các anh chị em đặt ra những câu hỏi liên quan. Và tôi sẽ nhờ cậy ơn trên và sự hiểu biết cũng giống như kinh nghiệm đó để có thể thỏa đáp. Em cảm ơn Mục sư Cường, và em muốn hỏi kỹ hơn một chút. Khi mà Mục sư nói mà mình hướng dẫn con làm việc nhà, thì em muốn biết là từ cái độ tuổi nào mình bắt đầu và bắt đầu hướng dẫn làm những việc gì. Ví dụ như con gái thì mình hướng dẫn những việc này, con trai mình hướng dẫn những việc này, và có những cái việc là cả hai, con trai hay con gái đều cũng làm được. Bây giờ ví dụ như nấu ăn, ngày xưa mình cứ nghĩ là vấn đề đó là chỉ dạy cho con gái, nhưng mà em cảm thấy là con trai cũng nên học luôn. Thì mục sư có thể nói rõ hơn một chút tất cả những cái gì mình cần hướng dẫn cho con và từ cái độ tuổi nào? Như Duy Ân và Linh Ân, hai anh con trai của tôi đó, là lúc bước đi chập chững còn mặc tã đó là tôi đã hướng dẫn làm việc rồi. Chúng ta có thể hình dung và tưởng tượng được không? Nhiều khi mê làm việc với ba đó mà đi tiểu đầy một cái tã nha, nặng thật nặng, đằng sau đít á. Cứ đi đi như thế này, đi chậm rãi làm việc với bố. Tôi nhờ lấy cái búa, tôi nhờ đóng, tôi có khi nhờ luôn cả vặn vít nữa. Tôi mua cho cháu cái đồ vặn vít nhỏ, tôi có cái đồ lớn, và có những việc tôi đã vặn sơ vô rồi để cho cháu vặn. Đó, cái khéo léo như vậy để đến lớn lên những vấn đề liên quan đến nhà cửa, làm việc ở nhà thờ, ở nhà cũng vậy, mấy anh con trai đi rất giỏi. Còn riêng phần con gái thì tôi không biết là mẹ Nga có hướng dẫn Thùy Chân hay không, cái này phải hỏi ý Nga đó. Nha, có ý Nga đang có mặt ở đây đây. Nhưng mà đối với tôi đó, người con gái là sự ấm áp của gia đình, là tài khéo của mọi việc diễn ra trong gia đình và ngay cả một đất nước nữa, nếu nói rộng ra. Hễ mà một đất nước trở nên nghèo nàn và lạc hậu, mất tính sang trọng đó, là chúng ta nhìn thấy đâu đó không phải trách nhiệm, nhưng mà ở bên lãnh vực hoặc là phía của người nữ đó cần phải cân nhắc lại. Người đàn ông ngày xưa hay ở đây cũng vậy, người ta luôn luôn là những người đứng ở biên cương. Ngày xưa thì giặc ở biên cương, nhưng mà hôm nay đó, ngày nay không còn giặc nữa, thì những cái khải tượng đó là ở biên cương, ở tầm xa, ở cuối chân trời. Cho nên ở nhà có như thế nào, xã hội có như thế nào, nhờ những người nữ rất nhiều, nhất là những người mẹ. Tất cả những gì khéo léo trong lời ăn tiếng nói khi làm việc với con, giả sử lúc làm việc với con, đứa con gái, lúc cháu nó còn mặc tã đi lòng vòng loanh quanh ở trong bếp, mẹ làm việc với con như thế nào, con lỡ làm rớt cái gì hoặc là không khéo léo thì mẹ nói chuyện với con như thế nào, để qua cách nói chuyện với con đó, thì khi đứa con nó lớn lên, lỡ mà bạn nó có làm rớt cái gì của nó hoặc là sơ ý va chạm đó, thì nó sẽ cư xử như thế nào. Tất cả những ngôn ngữ mà nó đã từng nghe người mẹ, chính nó cũng học được. Rồi theo thời gian, cái cách sắc hành như thế nào, sắp cơm như thế nào, nấu một bữa ăn ra sao, đặt tâm tình như thế nào, cái bếp gọn gàng và có một cái máy nghe nhạc trong lúc nấu cơm như thế nào. Con nhìn thấy mẹ đó nấu cơm giống như là đang ở trong cái nhà hoàng chuẩn bị làm lễ tang cho ai, hay là đứa con gái nhìn mẹ nấu cơm như là một bà tiên đang đang biểu diễn nghệ thuật nấu ăn ở trong nhà bếp. Tất cả những điều đứa đó đó, người con gái nó hấp thụ, quan sát, nó nhìn hết, để rồi về sau này đó cháu nó hình dung, mô phỏng, học được từ tấm gương người mẹ, và nó lớn lên cũng y như vậy luôn. Nó quan sát, nó xem thử coi người mẹ vào bếp như thế nào, trầm tư lo lắng ở trong bếp hay là vui vẻ trong những giây phút trong bếp.
Đó là một cái lớp giáo dục phải nói là số 1 đối với những người con gái. Là vì cái xã hội này sống được hay không đó là nhờ những người phụ nữ. Mà cái tài khéo nơi bếp nó mang đến sức khỏe cho cả gia đình. Như tôi có chia sẻ trong một bài nói chuyện cũng không lâu, là gia đình mà bệnh hay là khỏe mạnh là nhờ các món ăn. Mà các món ăn không phải là thể chất, mà là đặt tinh thần vào các món ăn trong lúc nấu. Tinh thần của người mẹ có vui hay không? Người mẹ có mở nhạc lên nghe hay không? Lúc mẹ lặt rau, làm bếp mẹ có ca hát hay không? Hay là mẹ não nề? Mẹ u hoài? Mẹ triền miên mệt mỏi? Bao nhiêu năm tháng con đã chứng kiến một cái hình ảnh phải nói là quá sức là u ám, u buồn ở trong cái nhà bếp. Thì làm sao cuộc đời của con gái có thể trở thành một người nữ sang trọng được? Và nó sợ cái bếp. Và sợ cái bếp thì nó chỉ đi ăn fast food thôi. Phải không? Nó không thấy được cái nhà bếp mà nó đã từng sống và lớn lên đó là một cái nơi lý tưởng nhất trong căn nhà. Cho nên khi cho xây căn nhà ở đây đó, điều quan tâm số 1 của tôi đó là phòng ngủ. Thứ hai là nhà bếp. Tôi đến để mà nói chuyện với ông thầu mà. Tôi muốn bếp được sắp xếp như thế nào, màu sắc ra sao. Và khi về, khi chúng tôi dọn vào căn nhà này sống đó, tôi mua cái máy liền, máy nghe nhạc để trưng bày tất cả. Nhưng mà tùy theo ý Nga. Từ đó ý Nga bố trí thêm như thế nào, thưởng thức nơi đó như thế nào, tùy theo nàng. Và nàng có đưa công chúa của nàng vào trong bếp để hai mẹ con thưởng thức hay không cũng tùy theo nàng. Có nàng ở đây tôi không có nói thay nàng được. Chúng ta cứ tự nhiên hỏi nàng thì nàng sẽ cho chúng ta biết là mười mấy năm, 20 năm vừa qua, bây giờ con gái của nàng nó đã 25 tuổi rồi. Ý Nga có hãnh diện về cái giai đoạn mà Ý Nga đã thưởng thức cái bếp mà do chồng mình thiết kế và làm cho mình hay không, và nơi đó mình và con gái mình có thưởng thức hay không là nàng có mặt ở đây đây nha. Và ở đây chúng ta cũng thấy có một số nàng tiên đó nè. Nàng tiên tên là Tường Vân nè, rồi Phương Tiến, rồi Êm Mị, rồi Thiên Lý nữa. Đó. Điều này rất quan trọng nha các cô, quý bà. Rồi thêm nữa, Tường Vân cứ tự nhiên, Tường Vân, nếu có điều gì cần hỏi thêm, các anh chị em xin cứ tự nhiên nhé. Dạ, nếu mục sư đã sẵn nói như vậy thì cho em phỏng vấn chị Yến Nga luôn là chị đã dạy con những điều gì mà thực sự khi em gặp con trai lớn của chị thì em phải nói là em rất là thích luôn. Em chưa thấy một cái cháu nào mà dễ thương như là cháu. Trời ơi, lúc mà cô Vân qua nhà nấu ăn thì là cháu bưng dĩa tới đứng kế bên đây, con cầm phụ cho cô bỏ đồ vô cho cô. Mà trời ơi, em phải nói là lần đầu tiên em gặp cháu, và em không phải là lần đầu tiên, hồi xưa gặp thì nhỏ quá người ta không có biết, nhưng mà đến khi gặp lại là cháu đã 17 tuổi, chị 26 17 tuổi rồi, thì phải nói là rất là phục. Thật ra em không biết là chị dạy như thế nào, em cũng rất là tò mò, chị có thể chia sẻ với mọi người được không ạ? Tường Vân đang nói về cháu gái hay cháu trai? Ở đây có một cháu gái rồi đó. Dạ, cháu trai lớn ạ. Cháu trai lớn thì phải hỏi anh mới được, tại vì anh hướng dẫn Duy Ân. À, như vậy thì mời mục sư nói tiếp ạ. Còn còn nếu mà hỏi về cháu gái đó, chúng ta đang nói về cháu gái mới quan trọng kìa. Tại nhà bếp mà. Và cô Tường Vân cũng đang nói về chuyện nhà bếp phải không? Dạ, Thì nhưng mà em thấy cháu trai, không biết anh dạy như thế nào, một người dạy như thế nào, chứ em thấy cháu rất khéo trong nhà bếp luôn. À, không phải là khéo về nấu ăn, em chưa có thưởng thức được tài nấu ăn, nhưng mà ý em thấy ý cháu thức cho mình ở trong nhà bếp rất là dễ thương. ý thức đó, ý thức Dạ. cao lắm. Duy Ân ý thức rất cao, các Rồi anh cháu chị đi xung giống quanh người bàn biết. ăn phục vụ mọi người, hỏi ai cần cái gì, thêm cái gì, thì em phải nói là lần mà tới nhà mục sư ăn là em phải nói rất là gọi là phục cái cách mục sư và chị Nga dạy các cháu. Thôi Yến Nga chia sẻ đôi điều đi em về các con đi em. Dạ, như Tường Vân có thấy được Duy Ân đó, thì mọi việc Duy Ân làm đó đều được
sự hướng dẫn của ba cũng như Linh Ân. Còn về phần Thùy Trân đó thì khi mà Thùy Trân còn nhỏ khoảng 2 tuổi đó là đã muốn rửa chén phụ cho mẹ rồi. Nhưng mà thường cái thời gian đó thì rất là vụng về nên mẹ hay nói là thôi để mẹ làm cho, chắc con làm không được đâu. Nhưng mà rồi theo năm tháng đó, thì Trân rất là thích nhúng cái bàn tay của mình vào mọi việc hết. Thì nghe thấy được rằng là với cái kinh nghiệm của người mẹ cách đây cũng khá lâu rồi thì cái việc mà cho con làm chung với mình nó cũng bị giới hạn. Và thường thì anh Cường hay nói là Ý Nga dạy con trong im lặng, là không có nói chuyện nhiều với con. Nên đó là cũng là một cái vấn đề đó Tường Vân. Khi mà Thùy Trân lớn thêm một chút nữa đó thì cái việc mà làm chung với con nó hơi khó khăn, tại vì không có nói chuyện thường và cũng không có giải thích nhiều đó. Nên cháu thì cháu rất là giỏi, có giống như là có sự quan sát mẹ làm ba làm, nên rất là sáng tạo trong lúc mà nấu ăn cũng như là bày biện bố trí công giống như là cái món ăn của mình. Thùy Trân rất là giỏi. Nhưng mà Nga với Thùy Trân thì có cái vấn đề là nói chuyện với nhau nó không có được rõ ràng và nó cũng không có được mạch lạc trong lúc làm việc. Thì hôm nay đó là cơ hội để cũng hỏi mục sư luôn về vấn đề đó. Ok em, rồi go for it Jenna. Thì khi mà con còn nhỏ đó rất là dễ để cho hướng dẫn con, và đã bỏ qua cái cơ hội để mà nói chuyện với con. Bây giờ con đã lớn rồi thì cái việc mà trao đổi nó lại là một sự khó khăn. Thì như vậy thì cái cách nào để gỡ lại hoặc là lấy lại được cái quân bằng đó một xíu? Con tại vì bây giờ đó không chỉ sắp lập gia đình mà sắp trở thành bà nội bà ngoại luôn rồi đó. Tại vì chỉ cần chớp mắt một cái thôi là con chúng ta cũng lớn, bắt đầu có con rồi nó lớn lên, chúng ta già phải không? Nhìn lại mọi việc. Tại sao chúng ta lại làm việc? Và tại sao các con phải làm việc với mình? Không phải làm để cho có việc làm hoặc làm cho xong việc. No. Tất cả mọi việc mà cha mẹ làm với các con và làm với nhau trong gia đình đó, chỉ với một mục đích thôi, một lý do thôi, là để tâm giao với nhau, để xây dựng tình cảm cho nhau, để khích lệ tinh thần nhau. Vì vậy cái việc nó perfect, nó hoàn hảo, nó trọn vẹn hay không đối với tôi không quan trọng. Mà quan trọng ở chỗ là mẹ có nói chuyện được với con hay không? Con có hiểu ý mẹ hay không? Ba con, cha con như thế nào? Tôi mà đi xe với các con trai tôi, mấy cha con nói chuyện về triết lý, về lịch sử, về mọi việc trên đời đều nói được hết. Thùy Trân cũng vậy. Thùy Trân rất thích đi xe với tôi. Chỉ có một việc tôi không dạy Thùy Trân là dạy võ thôi. Nhiều khi cháu nó complain, nó phàn nàn, tại sao ba Cường lại coi thường con, không dạy võ cho con. Nó không, ba đặt tên cho con là Thùy Trân rồi, ba muốn con Thùy Mỹ. Yeah. Ba biết rằng trong người nữ không cần học võ, có một cái sức mạnh rất là lớn, không có người đàn ông nào chịu nổi đâu. Nhưng mà tất cả những gì ba có thể hướng dẫn con được, chỉ dạy con được, ba chỉ dạy hết. Trong ba đứa con, Thùy Trân giỏi nhất, thông minh nhất. Từ đàn guitar, từ âm nhạc, cho đến những việc mà giao Thùy Trân làm rất thông minh, rất tự tin và có tính độc lập rất cao. Đó. Tuy nhiên, có một điều mà tôi thấy là Ý Nga và Thùy Trân theo thời gian tôi tin là sẽ mỗi lúc mỗi better hơn, là có thể communicate với nhau. Tại vì có ai thân với mình hơn là con gái của mình? Và có ai thân với mình hơn là mẹ của mình? Là vì ở người nữ có những chuyện rất riêng tư mà cha không thể nào chia sẻ được với mình. Và ngay cả trong đời sống gia đình có những việc con gái cần phải hỏi mẹ, chứ đâu hỏi ba được. Ba cũng không biết gì để chia sẻ với con về những việc liên quan người nữ nữa. Nhưng mà làm sao con có thể hỏi mình được? Là vì cháu đã học ở nơi mình đó.
một cái con đường rất dễ dàng để lưu thông qua lại giữa mẹ con. Trong cái việc mẹ con làm rau với nhau, nấu với nhau đó, nơi đó đã có một bài học tâm lý rồi. Và con nó xây dựng cái sự tin tưởng nơi người mẹ là qua cách mẹ con phối hợp với nhau cùng nấu một món ăn. Nếu mẹ con có thể nói chuyện với nhau được qua một món ăn thì việc gì cũng có thể nói chuyện với nhau được. Vì vậy làm việc không phải làm cho xong việc và nói con tại sao con không giúp mẹ. Chuyện đó chuyện nhỏ, đừng có nói về cái chuyện trách nhiệm làm chi cả. Con có thể cùng với mẹ phối hợp với nhau nấu bữa ăn hay không? Hoặc là con thích nấu món gì? Con thích ăn món gì? Chúng ta cùng đi chợ với nhau. Đi chợ đâu nhất thiết phải đi chợ cho xong, ghé qua cái hàng nào đó, hai mẹ con ngồi ăn một chén chè, uống một ly cà phê, ba có ở nhà chờ đợi thêm một tiếng đồng hồ cũng không sao, gọi điện thoại về nói em với con đang ngồi ở quán cà phê, đang uống ly cà phê và ăn bánh với nhau, ăn bánh nướng với nhau. No problem, đó là niềm hạnh phúc của người cha. Quan trọng là con gái với mẹ có thể có thời gian riêng tư, tâm giao với nhau. Để rồi dẫn đến những câu chuyện lớn hơn, có thể là nghiêm trọng hơn về sau này, khi có một bất trắc gì đó xảy ra trong đời sống gia đình của cháu. Chứ không phải làm để xong công việc. Ý tôi muốn nói là như vậy, ngay cả con trai cũng vậy. Là vì tôi nói chuyện với các cháu, trai của tôi và làm việc các cháu lúc còn nhỏ đó, là để chuẩn bị cho những cuộc nói chuyện có tính lớn hơn, phạm vi rộng hơn khi các cháu lập nghiệp. Giả sử con trai của tôi vài năm nữa cháu sẽ trở thành một vị bác sĩ về tâm lý học chẳng hạn. Có những việc cháu cần trao đổi với tôi. Mà cái cách thức cha con đã từng nói chuyện là lúc Linh Ân mới có 2 tuổi thôi, còn đang mặc tả, đã làm việc với ba rồi. Đã nói chuyện với tôi, mà ngay cả lúc mặc tả nha, đã ngồi uống trà với tôi. Tôi có một cái bình trà nhỏ với những cái ly, cách rót trà như thế nào là hai cha con lúc đó là thưởng thức trà với nhau. Tuy là cháu rót trà, đổ đầy thảm hết, mà tôi phải thay luôn cả thảm luôn. Và cha con cùng thay, cùng làm thảm với nhau. Tất cả những điều đó chỉ với một lý do thôi, tôi muốn nhấn mạnh là để mẹ và con gái, cha và con trai có thể trở thành những người bạn cho đến giây phút cuối cùng. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Và có nhiều cách lắm để chúng ta có thể nói chuyện và lắng nghe được tiếng nói của con mình. Ở ngoài kia có nhiều người ta thương con mình lắm, nhưng mà tôi tin chắc rằng không ai thương con hơn là mẹ với ba thương con. Thật sự là như vậy đó. Cho nên nếu chúng ta không trở thành những người bạn được với con mình thì uổng quá. Phải không ạ? Không nói chuyện được với con nữa, hoặc là con nó thấy rằng ô, đến tuổi này con cần có bạn, con sẽ nói tất cả những gì trong tâm tư của con với bạn thay vì nói với ba mẹ thì uổng quá. Đương nhiên các cháu cần có bạn. Nhưng mà nếu bước ra khỏi ngưỡng cửa gia đình mà cái tình cha con hoặc là mẹ con đó mà chấm dứt ở nơi đó thì uổng quá. Tôi thấy uổng quá. Uổng có phải không ạ? Hình ảnh đẹp nhất là cha con rủ nhau đến quán cà phê, ngồi uống trà, tâm giao với nhau đến khuya hoặc là thâu đêm luôn. Tôi mà ngồi với Duy Ân, trai lớn của tôi, là hai cha con nói chuyện nhiều khi 1-2 giờ sáng cũng được. Nếu mà đi cắm trại ở một ven rừng nào đó là thâu đêm luôn. Mà đó là hình ảnh đẹp Đức Chúa Trời đấng tạo hóa muốn nhìn thấy ở nơi tất cả chúng ta. Rồi. Dạ, em cảm ơn mục sư. Em có cái thắc mắc là khi mà tụi em ngày xưa khi con còn nhỏ đó, thì hai vợ chồng đều đi làm không tham. Và khi mình về tới nhà đó là khoảng độ chừng cũng sau 6 giờ chiều, 6 giờ 6 rưỡi. Thì cái thời gian rất là vội vã để vào bếp để nấu. Thì hoàn toàn là tập trung làm sao nấu cho lẹ để có cơm chiều để mà ăn. Chứ không còn đặt nặng cái vấn đề là dạy con nấu như thế nào. Đôi khi cháu có những cái lớp bơi, lớp gì, lớp đàn, lớp gì thì là gọi là chạy show đó, một sư. Chạy xô mà chở con đi rồi đón con về, thành ra là cái lúc đó cuộc sống nó quá là bận rộn và mình chỉ biết là làm sao cho xong bữa cơm rồi tắm rửa rồi làm homework rồi vô giường ngủ, cho nên không còn đặt nặng cái vấn đề làm sao hướng dẫn con làm việc với mình nữa. Thì trong rất nhiều gia đình, em nghĩ là giống gia đình em ngày xưa, thì mục sư có cái hướng nào để cho giúp được những gia đình đó với cái thời gian tất bật như vậy mà vẫn có thể sắp xếp được để dạy con hay không ạ?
Tôi có những người bạn thân và những khi đang nói chuyện hứng khởi với nhau đó, có những người bạn của tôi nói tôi phải vô cho nó ăn. Tôi hỏi nó là ai và bao nhiêu tuổi thì nói ra thì tôi biết là cháu gái đã 12 tuổi rồi mà vẫn vô làm thức ăn cho cháu ăn. Một người con gái 12 tuổi như Yến Nga ngày xưa là nấu ăn cho cả gia đình được rồi. Và cả có những người thợ thuyền đến làm việc cho gia đình đó, cũng nấu thức ăn được rồi. Tại sao con gái thời nay không nấu được ở tuổi 12 tuổi? Không ạ. Thời xưa và thời nay có gì khác biệt hay không? Trái đất này có gì thay đổi hay không? Ngoại trừ con người có những cái xu hướng sống thay đổi thôi, chứ còn trên bề mặt hành tinh này trời đất cũng y như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy những người con gái ngày xưa khi làm được những việc đó đó thì cái đời sống tình cảm nó rất là cao. Và cái sự quân bằng về tinh thần á nó cũng vững lắm, hơn là những người con gái thời nay. Những người con gái thời nay dính vào cái bệnh trầm cảm rất nhiều. Qua cái gì? Qua cái việc ngồi bàn giấy quá nhiều. Đánh máy vi tính quá nhiều, lên mạng quá nhiều. Con gái thời xưa tại sao người ta giữ được cái quân bằng dù là người ta phải khó khăn nuôi một lần 7-8 đứa con? Như mẹ tôi là 7-8 đứa con. Nhưng mà cái tâm của bà đó rất là vững. Tại sao vậy? Chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao? Là vì hàng ngày đó, bàn tay của bà chạm vào và mân mê trái cà chua. Mân mê cái bắp cải, những cái trái và củ đó nó có những từ trường rất là mạnh từ thiên nhiên ban cho con người. Mà người mẹ là người có diễm phúc đầu tiên, hoặc là người con gái có diễm phúc đầu tiên cầm trên tay một cái củ hành là sức sống của cả vũ trụ. Một trái cam, trái chanh cũng là sức sống của cả vũ trụ. Thì tại sao chúng ta đặt câu hỏi tại sao sức mạnh của người nữ là dẻo dai, bền vững như vậy? Mà tinh thần của người nữ ngày xưa rất mạnh, chúng ta đồng ý không ạ? Nhưng mà người nữ ngày nay đó rơi vào cái tình trạng trầm cảm rất nhiều là vì họ rất ít thời gian biết trái cà chua là trái cà chua. Họ vội vàng. Khi về đến nhà như Tường Vân nói, vội vàng vô bếp làm cho xong bữa ăn. Họ không biết họ đang cầm trái cà chua. Họ không có đủ thời gian để cảm nhận được. Họ không ra chợ để nhìn ngắm trái cà chua cho thật là kỹ trước khi đặt tay vào chọn và mua trái cà chua đó, phải không? Đồng ý không? Ngày xưa là họ ngắm nhìn nha, đi ra cái gian hàng ngoài chợ đó. Ngày nay, người nữ không có được cái diễm phúc đó. Người ta tưởng rằng công nghệ hóa mọi sự là phương tiện của đời sống, rất tiện nghi. Tuy nhiên, tại sao chúng ta đặt cái vấn đề? Tại sao con người bị trầm cảm nhiều như vậy? Đồng ý không? Một cái secret đó, một cái sự phải nói là không phải bí mật gì cả. Mầu nhiệm của đời sống là chúng ta được chạm vào đất. Vì vậy các con của tôi đó, tôi cho làm việc với đất, với cỏ, với cây. Là vì nơi đó các cháu có được cái nguồn năng lực rất lớn từ từ đất, từ vũ trụ. Để một trái cam được cầm trên tay, trái cam đó phải hấp thụ bao nhiêu là năng lực từ mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao ban đêm. Không lẽ trái cam nó không biết ngắm ngôi sao sao? Cà chua cũng vậy. Rau chúng ta ăn cũng vậy. Tất cả những hoa trái chúng ta thưởng thức hàng ngày đó, tất cả đều hấp thụ năng lực lớn lắm của vũ trụ và thiên nhiên. Và người mẹ thời xưa thời nay, con gái thời xưa thời nay, đó lý do tại sao chúng ta đưa con chúng ta vào bếp cho cháu nó thoa và chính bàn tay của cháu nó cũng được massage nữa. Mà khi bàn tay được massage thì tâm cũng được massage, cả thân thể cũng được massage. Vì vậy cái nhà bếp đó phải là một cái sân khấu nghệ thuật của các mẹ con hoặc là hai mẹ con. Đừng có vội vàng làm món ăn chi. Giống như một người họa sĩ thôi. Mà ngay cả người họa sĩ cũng không được bằng nhà bếp nữa. Là vì tôi dùng sơn không à, mà sơn nó hôi lắm. Nhưng mà trái cây các bà, rau quả các bà làm trong bếp rất là thơm phải không ạ? Mà đó là một bức họa thật sự. Hàng ngày các bà đều được có diễm phúc để vẽ. Tại sao lại vội vàng? Mà chính những điều các bà chạm bàn tay vào đó, đó là chất thuốc, thần dược từ thiên nhiên mà mình là người được đặt bàn tay vào trước. Mình đang bào chế một cái liều thuốc rất quý cho cả gia đình của mình. Và mình đang dạy đứa con gái của mình cách bào chế thuốc cho chồng nó, cho các con của nó, cho những người bạn quý của nó về sau này. Why not? Tại sao không chịu học? Phải không? Tại sao không chịu đặt bàn tay vào? Chúng ta đặt câu hỏi vậy thôi.
để chúng ta thấy được rằng muốn đời sống của chúng ta có một cái tâm thái quân bằng, nó đâu có khó khăn gì đâu, không khó khăn gì cả. Và phải ưu tiên cái thời gian nấu ăn với nhau. Cha, mẹ, các con đều phối hợp hết, cùng tác tạo một bức họa, đặt trên bàn, sắp xếp như thế nào. Không có một bữa ăn nào gọi là bữa ăn qua bữa hoặc qua loa cả. Dù là cuối ngày, hay giữa ngày, hay đầu ngày. Ăn ít cũng được, nhưng mà không để một bữa ăn nào là bữa ăn qua loa cả. Là vì nó ảnh hưởng đến tâm của chúng ta, ảnh hưởng đến xúc cảm của chúng ta. Đó là sự thật nha. Ảnh hưởng đến tâm, ảnh hưởng đến xúc cảm. Vui, buồn, đời sống như thế nào là do việc ăn uống, cách ăn uống. Rồi, hy vọng là những điều tôi vừa chia sẻ đó, nó khơi dậy một điều gì đó rất đẹp để chúng ta thực hiện càng sớm càng tốt trong đời sống của gia đình của mình. Dạ, em cảm ơn Mục Sư Cường. Các anh chị nào có câu hỏi thì giơ tay. Amy, chị mời Amy ha. Sau đó sẽ mời Phương Tiến với em. Chị Phương Tiến, chị đi trước đi không được. Ok. Em hỏi một lời thôi, em hỏi luôn đi. Dạ. Dạ. Thì như Mục Sư nói thì em nghĩ là hồi xưa khi các cô, các bà bên Việt Nam mình á, thì là đi ra ruộng rồi đi ra chợ, thấy những cái đồ ăn rau cải tươi này thì biết chọn cách nào. Nhưng mà thời nay á, các bạn thì có thể là order grocery, order những cái đồ đó thể ship tới nhà luôn, không cần đi tới chợ, đồ ăn cũng đem tới nhà mình, trước cửa nhà mình luôn. Thì khi mà em là khi mà lập gia đình đó, em lúc mà em lấy chồng là 21 tuổi, cái nồi cơm cũng không biết nấu luôn. Mẹ là không cho do gạo luôn á, mẹ nói do gạo thì tay sẽ hư, đụng tới nước thì tay sẽ hư. Thế là cái nồi cơm điện mà cũng không biết bấm nút nào luôn á. Thì phải học thôi, lúc đó thì mình đã phải tự học. Thì cái thời gian mình đã lãng phí quá nhiều rồi, 21 năm rồi mới có cơ hội học. Thì em nghĩ nếu mà bây giờ, nếu mà cái những cái thời gian đó nếu mà đã qua rồi đó, thì mình không còn kịp dạy con mình nữa đó, thì có những cái lặt vặt thì có thể làm, giống như là Sam với Evelyn, khi mà mẹ bận quá thì Sam với Evelyn cũng đòi làm. Thì mẹ nói bây giờ thì mẹ không có thời gian, hay là hai đứa phụ mẹ lau chùi, lấy cái alcohol wipe lau cửa đi, lau cánh cửa, lau đèn đuốc này nọ, thì các em rất là vui mừng để làm. Thì câu hỏi của em là tại sao mà các bạn trẻ rất là thích làm như một sư, cái tư tưởng đó ở đâu ra mà là các em cái gì cũng muốn làm chung với mình hết vậy một sư? Thứ nhất là hỏi các con mình đó tại sao, và nếu mà các cháu không có câu trả lời thì hỏi ông trời ấy. Một thì để tôi làm, cho tôi làm, hai là gửi tôi về thiên đàng đi, đừng để tôi sống trên hành tinh này nữa. Có những người sanh ra không tay không chân, ta buồn lắm, và mọi việc người ta làm đều làm bằng cái miệng á, dùng cái miệng để kẹp cái muỗng, mà dùng cái muỗng đó để xào thức ăn. Chúng ta có thấy cảnh đó chưa? Cho nên ai đó mà được có hai bàn chân và hai bàn tay mà không cho làm việc từ lúc còn nhỏ, hễ mà sanh ra mà hai bàn tay nó cử động như thế này là nó bắt đầu có thể làm việc được rồi. Có nhớ lúc mẹ ẵm bồng con, cho con mình bú không? Bàn tay của này của cháu để đâu? Đặt trên vú của mẹ, đặt trên ngực của mẹ. Mà lúc đó cháu đang làm việc rồi đó, nó massage cho mẹ luôn. Miệng thì thưởng thức những giọt sữa, nhưng bàn tay đã bắt đầu làm việc rồi. Rồi khi con đang bú đó, mà bàn tay đưa lên, nó đang ngắm ngắm nhìn bàn tay đó, là bắt đầu tay của mẹ đã chạm tay con rồi. Tôi nói chuyện với con tôi nhiều cách khác nhau lắm, tôi cũng chẳng hiểu là ai dạy cho tôi. Tôi nghĩ rằng đây là ơn của đấng tạo hóa dạy cho tôi. Cho nên tôi không có vấn đề tâm lý đối với trẻ thơ và các con.
Ở tuổi nào tôi nói chuyện cũng được. Tôi nói với Yến Nga, em làm ơn em sanh cho anh 100 đứa con đi. Mà Yến Nga tiết kiệm, rặn nhiều lắm ra được 3 đứa. Đó. Nếu sanh 100 đứa không có, không hề có vấn đề, tôi bảo đảm điều đó. Nếu mà giờ Yến Nga còn tiếp tục sanh được cứ tự nhiên nha em. Tôi không hề có vấn đề tâm lý đối với trẻ thơ. Ở tuổi nào cũng vậy. Nhưng mà người mẹ có nhận được những cái món quà đó hay không từ lúc mình có thai và sanh con vào đời? Slow down, chậm lại, hít thở. Và cuộc sống đó, ở trong cái gia đình của mình nó giống như cuộc sống vũ trụ vậy đó. Mẹ ba là định tinh, con cái là hành tinh. Làm sao cái vũ trụ nhỏ bé đó nó liên lạc với nhau, nó thưởng thức nhau, nó định hình sự sống cho nhau, thì đó là sự sống. Đâu có gì vội vàng, ngay cả trường lớp cũng không quan trọng. Tại sao chúng ta phải chạy đua với những cái phải nói là hư không và bất thường của đời sống làm gì? Rồi cuối cùng về đó, mặt mũi ai cũng tơi bời ra. Giống như là mình ra đường mà bị tước hết quần áo, lột trần truồng ngoài đời vậy đó. Mẹ nhìn cũng thê thảm, ba nhìn thê thảm, về nhà nhìn đứa con học Zoom cả ngày đó cũng thê thảm. Rồi còn hỏi là con đã làm xong homework chưa? What's going on around here? Homework là cái gì? Bài tập là cái gì? Thi được điểm A, điểm B là cái gì? Tất cả những điều đó nó giống như là trò chơi ở tại một cái công viên nào đó thôi. Khi tình cảm của gia đình được đầy đủ, khi tài khéo về một bữa ăn được thưởng thức, làm gì thì làm, dù làm ông chủ cũng vậy. Mà nếu không ăn được một bữa ăn ngon đó, thì làm ông chủ làm gì? Có bạc triệu, bạc tỷ trong tay làm cái gì? Mà giấc ngủ không có được một giấc ngủ đàng hoàng. Vì vậy mà su vua Salomon đó, từ xưa nay chưa có ai giàu có hơn vua Salomon cả. Mà cũng chưa từng có ai thông minh khôn ngoan hơn vua Salomon cả. Ông nói như thế nào? Người làm công lao nhọc, dù ăn ít hay nhiều, có được giấc ngủ ngon. Nhưng người giàu có dư dả lại lo lắng ngủ không yên. Biết bao nhiêu người muốn mướn người về làm cho nhà mình, không để con của mình đụng vào cái chổi nữa. Có người hầu mà. Nhưng mà chính những người hầu đó đó, người ta rất khỏe mạnh nha. Còn chủ bệnh hoài thôi, đủ thứ loại bệnh hết. Dù có tẩm bổ, cao lương, mỹ vị, con cái cũng bệnh, vợ chồng giàu có cũng bệnh. Nhưng mà cái người làm công á, thấy không? Là vì người ta ngủ ngon. Người ta đụng bàn tay vô, người ta làm việc. Còn dân nhà giàu á, sáng ra ăn cái là một cà phê cho chủ đây. Nội mà cái một chút đường mà bỏ ly cà phê ngoáy chủ không ngoáy nổi nữa. Cũng là người làm công ngoáy thì người ta ngoáy như thế này đó, là người ta đang điều hành cả cái vũ trụ trong ly cà phê của chủ đó. Giống như Đức Chúa Trời đang điều hành cả một cái vũ trụ bao la, phải không? Thành ra cuối ngày cái thằng chủ lại không ngủ được mà thằng tớ ngủ rất ngon. Vậy thì ai thiệt thòi? Hả? Ai thiệt thòi? Cho nên đó, Kinh Thánh nói như thế nào? Chúa khiến cho những kẻ dại làm ra cho thật nhiều tiền để những người khiêm nhu thưởng thức. Và Chúa gọi những người giàu có là những kẻ dại. Đó, những kẻ dại. Nhà người trong người ngoài đều là người làm thuê, làm mướn và hầu hạ mình từ A tới Z luôn. Nhưng mà người ta ngủ rất ngon, trong cái đó mình ngủ không được. Mình tính toán sổ sách để rồi mình nuôi ai? Mình nuôi những người làm thuê cho mình. Ngay cả cái nhà của mình không có quyền ở trong nhà mình. Ông chủ đi suốt thôi, đi Đông Tây Nam Bắc, đi chạy những cái mối làm ăn mới mà. Cái người làm tớ lại được ở trong nhà chủ 24 trên 24 luôn. Cuộc đời đó nó như vậy đó. Rồi chúng ta cũng hình dung các con chúng ta lớn lên cũng làm chủ, cũng là những người giàu có, và chúng nó cũng không có giấc ngủ ngon. Mà khi con người không có giấc ngủ ngon, đó là một trong những cái dấu hiệu đầu tiên dẫn đến bao nhiêu cái bệnh về sau này. Có hai liều thuốc quý
đối với tất cả mọi người, thứ nhất là một giấc ngủ ngon, thứ hai là đi bộ mỗi ngày. Không hề có một người nào giàu có ta đang đi bộ cả. Tất cả đều đi bằng xe, xe hơi, chứ không phải xe đạp nữa. Đạp thì còn được đạp, đây là đi xe hơi. Bàn chân của họ không chạm mặt đất. Và khi họ đi, họ không biết họ đang đi. Nhưng mà những người nghèo, và chúng ta gọi là những người không có tiền như người giàu đó, người ta đi đứng mỗi ngày. Ta biết ta đang đi. Và người ta đi mỏi giò, mỏi chân. Tối về ngủ rất ngon. Đó chính là liều thuốc. Tất cả những căn bệnh, dù là bệnh gì nha, được chữa lành bởi hai cái yếu tố quan trọng: giấc ngủ ngon và đi bộ. Và làm việc là chúng ta đi bộ. Biết từng bàn chân của mình. Hai liều thuốc. Những bậc mà phải nói là lương y tài giỏi ở thời Trung Cổ đã để lại những câu nói như vậy. Thì các con chúng ta tập cho các cháu làm việc. Rồi có quý vị hoặc là anh chị em nào có câu hỏi hoặc là điều gì thêm, xin cứ tự nhiên nha. Hồi nãy Phương Tiến đó, Tường Vân, Phương Tiến có... Dạ, rồi chị mời Phương Tiến đặt câu hỏi với mục sư. Rồi có chị Hà Ngọc Vân đây nè, lát nữa mời chị Hà Ngọc Vân. Dạ, xin mời Phương Tiến. Dạ, Phương Tiến xin kính chào mục sư và chào tất cả các chị em trong Zoom. Phương Tiến, để nói lời may mắn thì biết nói như nào để cho hết được. Thật sự buổi học hôm nay, cứ mỗi một buổi học thì Phương Tiến lại ngộ nhận ra mình rằng là còn thiếu sót rất là nhiều điều. Thứ nhất là Phương Tiến cảm thấy là mình nhầm, có một cái sự nhầm lẫn về một cái đích. Một cái đích đó là cái đích đáng. Thực sự ra thì con người ta thì cứ, người ta phân chia ra, người ta có thể là cho cuộc sống này với hai chữ để mà mình lựa chọn, là một chữ an và một chữ danh vọng chẳng hạn thế. Đôi khi là con người ta lại nhầm tưởng rằng là cái danh vọng, khi mình có danh vọng rồi, mình có tất cả rồi thì mình sẽ an. Nhưng thực ra bây giờ thì Phương Tiến lại ngộ nhận ra rằng là nếu như mình không an thì mình sẽ không làm được bất cứ một điều gì. Bởi vì cái đích đáng nhất đó là khi mình an, mình hạnh phúc thì mình có thể làm nên được tất cả. Đấy mới là sự giàu có, như là mục sư vừa nói đấy. Đó là có hai thứ quý giá nhất, đó là một giấc ngủ ngon và có khoảng thời gian đi bộ trong ngày. Thì thật sự là cái câu nói này làm cho Tiến ngộ nhận ra một điều rằng là Tiến đang bị nhầm đích và mình phải biết quay lại được như thế nào. Thì qua những nhiều bài học đấy thì Phương Tiến cũng đã rút ra cho mình được những cái bài học. Thứ nhất đó là mình có một khoảng thời gian, một khoảng không gian riêng đối với con, tiếp xúc với con để mình lấy lại cái sự cân bằng và cái sự gần gũi với con. Và Tiến đã nhận lại được cái kết quả như thế, đã có sự tiến bộ. Trước đây thì Phương Tiến có nhờ mục sư giúp Phương Tiến rằng là trước đây con gái của Phương Tiến ấy, học cấp 2. Con gái Phương Tiến thì để khen giỏi thì là Phương Tiến chưa đủ để khen con mình giỏi. Nhưng để nhìn nhận ra thì con rất là linh hoạt, con rất là khéo léo. Kể cả là như đi thi cắm hoa hoặc là gói bánh chưng thành phố. Cái gói bánh chưng ấy là Phương Tiến đã áp đặt và kiểu là cũng đã áp dụng cho con và là hướng dẫn cho con như là ngày Tết là ý nghĩa của cái bánh chưng như thế nào và thế nào. Thì con rất là cuốn hút về cái vấn đề là để con làm như thế nào để có một cái bánh chưng đẹp. Như các bạn thì gói bằng khuôn thì nó đã đẹp rồi, nhưng bạn ấy lại tự gói bằng tay thì cô giáo lại là thế thử gọi bạn thử gói bằng khuôn xem, bảo không, con sẽ gói bằng bằng tay để con xem là con gói bằng tay với các bạn gói bằng khuôn thì như thế nào đẹp. Và khi bạn gói tự gói bằng tay thì cô giáo khen rằng là bạn gói rất là đẹp. Và đi lên cái hôm đi thi gói bánh chưng thì bạn cũng nhận được nhiều rất là lời khen, đó là các bạn hoàn toàn thi bằng khuôn và bạn thi bằng tay. Thì trong cái khoảng thời gian Phương Tiến đang muốn đặt câu hỏi gì với mục sư ạ? Ý là em đang dẫn dắt cái này để em muốn hỏi là ý là đặt trực tiếp câu hỏi với mục sư đi em. Và ý là con muốn hỏi rằng là cái thời gian đấy thì là
giữa mẹ và con thì tiếp xúc gần với nhau đấy, thì là con nó có cái sự khéo léo và tỉ mỉ trong cái công việc hơn đấy, nghĩa là con nghĩa là thích làm với các công việc hơn. Nhưng trong cái khoảng thời gian là Tiến có cái công việc cá nhân ấy, nghĩa là khoảng thời gian đấy là Tiến không có đủ điều kiện để Tiến gần gũi với con, thì cái sự thay đổi tâm lý với con ấy thì nó lại khác, nó quay ngược lại. Như bây giờ ví dụ là con có thể là làm công việc nhưng mà làm theo cái kiểu là làm theo trách nhiệm và con chỉ làm thôi, chứ còn nó không có cái sự hứng thú để con làm. Như thể là chăm em đỡ cho mẹ chẳng hạn thế, hoặc là vào nấu nướng cho mẹ, thì nghĩa là con chỉ làm theo kiểu là làm cho nó xong việc và cái trách nhiệm của con nó làm thế. Con muốn hỏi mục sư là bây giờ làm thế nào để truyền tải được cho con, như là mục sư có nói cái câu như là cái nhà bếp nó là một cái sân khấu nghệ thuật của mẹ và con ấy, thì ý là con muốn mục sư gợi ý cho con làm thế nào để con nó cảm nhận được cái điều như thế. Trong những câu mà chúng ta mời các con hoặc là cần nhờ các con chúng ta đó, nó đã có cái ý gọi là làm cho xong việc rồi. Con bế em hộ mẹ, hoặc là con vào nấu nước cho mẹ, thì xem như là chúng ta đang muốn con làm xong cái công việc đó, như là những gì mà cha mẹ chúng ta từng muốn hoặc là nhờ chúng ta làm lúc chúng ta còn nhỏ đó. Vì vậy đó mà nó mất đi cái điều rất quan trọng mà từ nãy giờ chúng ta đang bàn đến, là nghệ thuật thưởng thức lẫn nhau. Nhờ con ẵm em cho mẹ, thì đó là một cái câu nói là con làm việc này đi là vì mẹ sẽ làm việc khác, hoặc là mẹ đang bận việc khác. Thay vì như vậy đó, thì phải có những giây phút với con gái lớn của mình, ngồi uống trà với cháu, ăn bánh với cháu, hoặc là để bố xem hoặc là coi sóc em nhỏ đó. Hai mẹ con rủ nhau ra ngoài một tuần ít nhất một lần đi uống cà phê buổi sáng. Không nhất thiết là uống cà phê, nhưng mà vào một cái tiệm nào đó có bánh nướng ngon nóng chẳng hạn, hai mẹ con cùng tâm sự và nói về cái niềm hạnh phúc của mình khi mình có con. Và mẹ cũng hình dung về sau này con có con cũng thương con lắm. Thôi bây giờ đó, tạm thời trong lúc chờ đợi thì ở trong gia đình có em nhỏ, con lúc nào con có thời gian con cứ ẵm em và con ngắm nhìn em nha. Rồi con nói cho mẹ biết cái thời gian con ở gần em con cảm thấy như thế nào đó. Thì cái đó nó tạo nên một cái sự tự nguyện và gợi mở cho con của mình hơn là một trách nhiệm, phải không? Hơn là một trách nhiệm. Cho nên ở nơi tôi đây đó, tôi thường làm hẹn riêng với các cháu lắm. Con gái, con trai cũng vậy, ra ngoài ăn riêng. Có những cái tiệm quán lúc trước tôi đưa các cháu đi mà các cháu cũng bất ngờ đó. Sao ba Cường biết được cái tiệm này hay vậy? Rồi về sau này chính các cháu đó tìm những cái tiệm đặc biệt mời tôi đến. Có những cái tiệm tôi vào tôi tưởng là cái nhà kho đó. Nha, tưởng là cái nhà bỏ hoang rồi, đi ăn sáng với con gái. Nhưng mà lại rất đặc biệt. Chỉ có cái tiệm đó có một cái bánh nướng của Ý thôi. Chỉ chép bơ, ăn đơn giản trên một cái dĩa nhỏ, tính rất là giá tiền rất là cao. Nhưng mà nó muốn tạo một cái không khí, cháu nó muốn nói là con muốn đưa ba Cường về cái đời sống bình dân giản dị của người Italia ngày xưa, người Ý ngày xưa, để biết được căn nhà của họ như thế nào. Giống như mình bước vào nhà họ, mình ăn sáng vậy đó. Thì cha con thường có những giây phút như vậy. Và với những giây phút như vậy đó, tôi thường bắt lấy cơ hội len lén đưa vào những cái dòng cảm xúc để con gái của tôi đó thương quý mẹ hơn, mẹ Yến Nga đó. Thương quý Yến Nga. Và các con trai cũng vậy, quan tâm cho mẹ hơn. Tôi không hề nói đến cái chữ quan tâm cho mẹ hoặc thương mẹ, nhưng mà tôi thường gieo vào tâm tưởng các cháu những cái xúc cảm hoặc là những cảm xúc lành mạnh, tốt đẹp, cần thiết về mẹ. Để rồi khi hai cha con đã xong một cái buổi ăn như vậy, chở nhau đi về đó, nắm tay nhau thôi. Tôi cũng nắm tay con gái và massage bàn tay của cháu. Và con trai thì tôi đặt tay trên vai, thoa vỗ vai và khen vân vân, cho đến khi về đến nhà. Đó, thì trong ngày hoặc là trong tuần chúng ta làm sao dành cái thời gian đặc biệt riêng tư với con mình. Mời một cách trịnh trọng đến một cái quán ăn nào đó.
Rồi về sau các cháu sẽ mời mẹ, mời ba đi một cách dịu dàng. Đó thì các con của chúng tôi có những lúc các cháu mời riêng ý Nga đi thôi. Và cũng có những lúc các cháu mời tôi. Đó như vậy. Và ở nơi đó đó, khi mà tình cảm đã được đổ đầy rồi đó, thì những việc trong gia đình là chuyện nhỏ, sẽ không bao giờ có sự căng thẳng trong lúc làm việc ở nhà. Và tất cả đều là tự nguyện làm hết, là vì chúng ta đã là bạn ở cái nơi kín đáo đặc biệt rồi, thì về nhà mọi việc nó sẽ được luân chuyển một cách thoải mái tự nhiên. Không hề có việc mà phải lớn tiếng hoặc là nhắc nhở cân nhắc gì cả, là vì đã dành thời gian đặc biệt rồi. Rồi xin gửi lại cho Tường Vân. Tường Vân có thể mời tiếp. Dạ, cảm ơn Phương Sư. Cảm ơn em Phương Tiến. Chị mời Thiên Lý. Thiên Lý có giơ tay đặt câu hỏi phải không em? Dạ. Cảm ơn chị Tường Vân và Thiên Lý. Xin chào Mục Sư Ngô Di Cường cũng như anh các chị, các bậc phụ huynh ở trong phòng Zoom. Thì đây là chủ đề rất là hay buổi ngày hôm nay, đó là cùng làm việc nhà và cách để mình dạy con cùng làm việc. Thì Thiên Lý có nghe câu hỏi của Amy vừa rồi ấy, đó là tại sao mà những đứa trẻ khi mà bé rất là nhỏ thôi, chỉ khoảng 2-3 tuổi ấy, là những đứa bé nó rất thích làm việc, nó tự lấy cái chổi nó lau cái nhà, thấy mẹ mà đang nhặt rau nó chạy ra nó làm, hoặc nó cứ tự rửa bát rửa cốc. Nhưng mà tiếc là những đứa trẻ khi còn nhỏ mà làm ấy, thì là thường là bé hay làm đổ vỡ hoặc là làm nó không được chỉnh chu lắm. Và Thiên Lý thấy là thường là bố mẹ là chính là cái tác nhân ngăn cản con để con có thể làm, bởi vì mình không cho phép, gọi là không cho phép con mình được sai và được sửa sai. Thì Thiên Lý thấy đây là cái lỗi của bản thân mình, của chính bản thân Thiên Lý trong cái kinh nghiệm mình nuôi con. Thì Thiên Lý cũng muốn hỏi một sư Cường là khi mà con đến tuổi lớn hơn một chút, về tuổi dậy thì thường vì mình không tập cho con làm và mình không cho phép con nữa, nên là con sẽ rất là lười với việc mà làm việc nhà cùng với cha mẹ. Thì vừa rồi thì đối với bé Như Ý nhà Thiên Lý là khoảng 13 tuổi và bé Anna là khoảng 9 tuổi, thì để mà bảo con làm việc nhà khi mà con khoảng 8, 9, 10 tuổi trở lên rất là khó. Thì tại vì tất cả mọi công việc ở nhà là mình đã làm hết rồi. Không phải chỉ nhà Thiên Lý, mà Thiên Lý thấy rất nhiều gia đình là mẹ quá đảm đang. Bữa cơm mẹ làm hết rồi, về nhà mẹ lau nhà hết rồi, quần áo mẹ giặt hết rồi, mẹ gấp hết rồi, mọi thứ mẹ làm hết rồi, con không có cơ hội để làm nữa. Thì những ngày vừa qua Thiên Lý có áp dụng một cái phương pháp này, thì Thiên Lý muốn hỏi một sư là nó có sai không? Thế là Thiên Lý tập làm một người mẹ lười đi một chút, lười một chút. Trước thì mình cũng đã dạy con làm, nhưng mà để con tự làm để con không có chủ động, nên Thiên Lý tập lười một chút, đó là đi làm về muộn hơn một chút. Hoặc là ở nhà trong tủ lạnh không sẵn đồ ăn nữa, và khi con buổi chiều về không có. Và từ khoảng sau cái khoảng thời gian này thì Như Ý thường chủ động tự nấu ăn, tự làm. Và thường thì khi mà con tự làm như vậy thì cái bếp nó không được sạch đâu ạ, nó rất là bừa bộn. Nhưng mà sau đó thì Thiên Lý cũng bảo con là con cần phải thế này thế kia. Nhưng mà sau khi Thiên Lý tập là một người bà mẹ lười ấy, thì Thiên Lý thấy con chủ động hơn. Về nhà vì không có đồ ăn mà đói quá nên con phải tự làm đồ ăn. Vì quần áo chưa giặt nên là ngày mai con cần phải có áo đi học, nên con chủ động lên, con bấm máy giặt, con giặt, con tự gấp. Thì Thiên Lý muốn hỏi một sư cái cách mà mình tập làm một người mẹ lười đi một chút ấy, liệu nó có cái ảnh hưởng gì sau này hay không? Dạ, Thiên Lý xin hết ạ. Dạ, chị Thiên Lý cũng thổ lộ ha, thổ lộ về cái bí mật chắc các cháu chưa được biết phải không ạ? Về sau các cháu biết thì là chuyện lớn đó. Tôi thấy như thế này, để phải dùng cái cách đó thì nó thuộc dạng hoặc là tình trạng báo động rồi. Báo động rồi. Là vì không tự giác cho nên phải bị phát giác. Mà điều các cháu phát giác là trong tủ lạnh không còn thức ăn nữa. Hoặc đến giờ này mẹ chưa về, bố con ở nhà, bàn thì chẳng có gì được sắp lên, và bếp thì nó cứ lạnh như vậy đó. Tôi thấy là một năm đó, nếu mà có sinh nhật là phải tổ chức sinh nhật cho thật là đàng hoàng. Sinh nhật cháu nào đó, chuẩn bị 3-4 ngày luôn. Thay vì chuẩn bị một ngày một buổi thôi,
Nhưng mà chúng ta tạo làm sao nó chuẩn bị 3-4 ngày. Ngày thứ nhất lên kế hoạch làm cái gì, ngày thứ hai lên cái gì, đến ngày thứ ba là thật sự sinh nhật. Có nghĩa là tất cả mọi người, là vì các cháu biết nó là special mà. Gia đình của chúng tôi đó, thì một năm nếu mà nói khách mời đến nhà thì nhiều lắm. Hết cặp vợ chồng này, hết gia đình này đến gia đình khác liên tục. Và cái gia đình này rồi giống như là một cái gia đình tổ chức wedding, gọi là wedding planner, là những người tổ chức tiệc, tiệc tùng ở đây vậy đó. Và có tiệc là đương nhiên đặc biệt rồi. Chưa kể đến những ngày sinh nhật của người này người khác. Tuy là mình mời khách nhiều, nhưng mà cũng không thiếu thời giờ đặc biệt với các con. Nhưng mà làm sao chúng ta tranh thủ được một cái bữa tiệc sinh nhật cho ai đó trong gia đình của mình, để dựa theo cái hình ảnh đó và cách thức đó, những bữa ăn khác cũng tương tự như vậy. Nó chỉ có thể đơn giản hơn so với tiệc sinh nhật thôi. Tuy nhiên cái cách mà mọi người đều involve vào, tham dự, góp phần vào cũng tương tự như vậy. Và chúng ta sử dụng hoặc là nhằm vào cái ngày sinh nhật, chúng ta làm việc đó. Rồi những bữa ăn cũng vậy. Mẹ thay vì đi chợ một mình thì mẹ rủ con gái đi. Mẹ con mình đi sớm một chút nha con. Mẹ muốn đưa con đến nơi này. Thay vì đúng giờ đi thì đi sớm một chút, một tiếng đồng hồ. Ngay cả có khi sớm một tiếng đồng hồ luôn, để đưa con đến một cái tiệm bánh, hai mẹ con ngồi trò chuyện với nhau, ăn miếng bánh ở nơi tiệm đó, thưởng thức trò chuyện với nhau rồi xong đi chợ với nhau. Dạy cho con của mình cách chọn trái cà chua, rau, quả như thế nào. Và hai mẹ con đưa lên một cái tờ giấy, về nhà mình sẽ nấu món ăn gì hôm nay. Chị Thiên Lý và các chị em thấy không? Ngay cả ba với con, các con trai muốn nấu món ăn nào cũng vậy. Nhưng mà trước khi chúng ta đưa đến chợ như là một trách nhiệm đó, hãy thưởng cho cháu trước. Tại vì các cháu chưa có quen, cho nên phải thưởng trước, phải khích lệ trước, phải lót đường trước, phải dụ ngọt trước. Đâu có mất mát bao nhiêu đâu. Phải không ạ? Thay vì mình phải mất thời gian để mình nghe các cháu khóc ở bên tai mình khi có chuyện lớn xảy ra bên cuộc đời các cháu, ở trong cuộc đời các cháu. Thì bây giờ tại sao mình không dùng một tiếng đồng hồ để vui với các cháu? Để trừ đi, giảm bớt đi một tiếng đồng hồ có những trắc trở xảy ra về sau này. Cứ một tiếng đồng hồ sử dụng cho sự vui vẻ là sẽ giảm đi 100 tiếng đồng hồ của sự buồn phiền về sau này. Tại vì sự buồn phiền nó xảy ra, nó kéo dài cả mấy tháng, nhiều khi mấy năm chưa giải quyết xong được. Phải không ạ? Nhưng mà chúng ta build up cuộc đời của các con chúng ta đó bằng những niềm vui của mẹ con, của cha con với nhau. Và cách thức planning nấu một bữa ăn như thế nào. Cứ đưa các cháu đến một cái tiệm quán các cháu thích. Mẹ con ăn sáng với nhau trước đi. Con thích ăn món nào? Hôm nay con bao mẹ cũng được. Rồi mẹ con chúng ta cùng đi chợ nè. Hôm nay con thích ăn món nào? Con chọn cà chua, con chọn, mẹ chỉ cho con cách chọn. Được không ạ? Đó. Thì nó sẽ trở thành một niềm vui mà nó giúp đề phòng, trừ khử được những việc buồn có thể xảy ra về sau này. Là vì khi con người đã master được cái miếng ăn của mình đó, thì những sự buồn phiền cuộc sống nó không có lối nó đi vào tâm tưởng hoặc cuộc đời các cháu. Con người chỉ có hai việc thôi, ăn và ngủ thôi. Hễ mà ăn ngon có nghĩa là thưởng thức được đó, thì chúng ta sẽ có cung cách. Bất cứ người nào quen các cháu về sau này cũng vậy, dựa vào cung cách mà họ dám đến hay không, muốn đến hay không. Cái cách ăn các cháu nói lên phẩm tính, nói lên bản chất, nói lên phong thái của con người. Và rồi giấc ngủ cũng vậy. Hai điều đó thôi. Loay hoay chỉ hai việc là ăn và ngủ thôi. Rồi những việc khác đi theo. Rồi Tường Vân, không biết chị Hà Ngọc Vân có muốn nêu lên hoặc là hỏi điều gì. Tường Vân. Dạ em mời chị Vân. Chị mở mic đi chị. Xin chào mục sư, xin chào mọi người, nghe được chưa ạ? Dạ. Ok, thật ra thì mình chủ yếu vô đây là để nghe và học hỏi kinh nghiệm của các chị, các em. Ở trong đây thì mình nghĩ chắc ai cũng nhỏ hơn mình rồi. Nhưng mà tự vì mình là mẹ mà mẹ muộn, cho nên là cái kinh nghiệm không có.
Con trai đầu lòng là 31 tuổi rồi, con út bây giờ là 8. Đó. Cho nên đó là khi con trai lớn đó, thì mình cứ giao hết cho bà ngoại. Mình chả có cái kinh nghiệm gì hết. Rồi cái con trai nhỏ thì bây giờ quá nhỏ để mà mình cùng set up. Giống như nghe mục sư dạy thì mình lấy kinh nghiệm để đó. Chứ còn bản thân thì mình thấy thật ra mình là một người mẹ dở quá so với mấy chị ở trong này hết luôn. Không có một cái kinh nghiệm gì về cả nấu ăn hay làm bếp. Cho nên là vô đây chủ yếu là nghe học hỏi. Nhưng mà vẫn muốn có một cái câu hỏi với mục sư về cái vấn đề là rất là hạnh phúc và những đứa bé nó lớn lên mà nó đầy đủ trong một cái gia đình có cha, có mẹ. Nó có thể chạy qua bên này, chạy bên kia. Nhưng bản thân mình, ví dụ như mình là mẹ đơn thân, thì mình cũng vừa làm cha mà vừa làm mẹ. Mà cái giờ đi làm của mình thì nó lại không có thời gian cho con. Coi như là sáng quăng con vô nhà trường, cái là 2:45 con ra trường công thì con lại vô nhà trẻ. Con vô nhà trẻ xong thì tới 5:30, 6 giờ thì mẹ mới đón con về. Mẹ đón con về thì là coi như là quơ quào ăn cái gì đó rồi. Rồi cái là thường là thức ăn nhanh. Bây giờ nó không ăn đồ Việt Nam nữa rồi. Nó không ăn đồ Việt Nam luôn rồi. Đó. Rồi cái là quấn quýt là tắm rửa rồi. 20 phút đọc sách. Rồi này, cái bản thân con đọc sách nhiều khi mình cũng không biết là nó đọc đúng hay đọc sai nữa. Bản thân mình cũng không có trình độ nhiều để mà trình độ con càng lớn. Excuse me. Làm tí gì á? À, sorry, cái chị mướn nhà ở dưới, chị muốn nói chuyện nhưng mà mình hơi bận. Thì nó là cái vấn đề rất là lớn cho mình. Rồi cái công việc thì nó lấy hết thời gian. Cho nên bây giờ mình rất là lo sợ về cái sự cân bằng, giống như chị Tiến nói về cái sự cân bằng giữa mẹ và con. Mình thật sự muốn xin mục sư một cái tư vấn là làm thế nào để mình cân bằng giữa cái cha, làm cha và làm mẹ. Giữa cái sự gần gũi, từ vì ngôn ngữ thì nó đó, lúc nào mình lên đây mình chỉ có một cái đăm đắm, một cái nỗi lo là cái ngôn ngữ bất đồng. Rồi cái tự nhiên cái cách sống, nhiều con sống bên nhà mình thì nó lại như mình, cuối tuần nó về nhà ba nó lại được giáo dục theo một cái kiểu người nước ngoài nữa. Con mình thì là nó, ba nó người nước ngoài, cho nên bản thân mình á rảnh cái là chạy lên đây để nghe kinh nghiệm. Chứ thật sự ra là chị rất là muốn lắng nghe và học hỏi và xin ý kiến tư vấn từ mục sư. Điều đầu tiên thì muốn nói với chị Hà Ngọc Vân là rất phục. Rất phục là vì một lần chị đóng tới hai vai luôn. Thật sự là khó. Tự mình confuse lấy mình luôn. Tự mình confuse lấy mình luôn. Và tự mình cũng hãnh diện về mình nữa. Tôi tin rằng trong gọi là trái tim của cháu đó, cháu biết rằng mẹ thương cháu. Đó là điều mà chị biết. Có những ngôn ngữ không nói ra bằng lời được, tuy nhiên có thể cảm nhận bằng trái tim. Và điều này chúng ta phải bảo đảm rằng không bao giờ thay đổi. Không bao giờ thay đổi và không bao giờ để thay đổi. Và nhất là phải cân nhắc những lời nói của mình đối với các con. Có những người mẹ, người cha thật sự rất bận. Thật sự như vậy. Không nhúc nhích đi đâu được. Không uyển chuyển thời gian được. Nhưng mà phải bảo đảm được rằng trước khi mình bước ra khỏi xe đi vào nhà đó là phải giữ một tâm thái bình an, vui vẻ với con. Giống như lâu lắm rồi mới được gặp lại con. Tuyệt đối không hề nhắc nhở về bất cứ việc gì không cần thiết. Không được nặng lời. Là vì lâu lắm mới gặp lại. Con mình nó không bằng tuổi mình để nó nói được rằng là mẹ ơi con nhớ mẹ cả ngày đây. Có thể nó không có nói ra được, không có bộc lộ ra được điều đó. Vô tình lại nghe mình một lời nói mà nhiều khi mình bị một cái xúc cảm nào đó trong cả một ngày đó. Mình nói tạt vô mặt con mình thì đó, đó là những cái dấu chấm. Và nhiều dấu chấm nó cộng lại đó, coi như kết thúc. Vẫn sống chung với nhau, vẫn có đó, nhưng mà càng lúc càng lạnh cảm và một cái khoảng cách mênh mang và miên man nó kéo dài. Và nó sẽ ám ảnh cả cuộc đời còn lại của cháu luôn. Mình có thể nói rằng mình bận rộn và không có thời giờ với con.
Và điều còn lại đó, đừng bao giờ trách con cả. Bất cứ là ai, bất cứ người mẹ nào, mà phải thương con, ôm con bất cứ lúc nào có thể được. Có những ngôn ngữ không nói được bằng tiếng, nhưng mà có thể ôm con được, có thể massage cho con được, có thể khen con được, mà các con của chúng ta biết. Và đó cũng là một lối giáo dục để bù đắp tất cả. Có những người mẹ không hề nói chuyện với con đầy đủ những gì cần nói như những người cha, người mẹ khác, nhưng mà con rất ý thức. Tại sao ý thức vậy? Là vì nó biết mẹ đã làm tất cả cho mình rồi. Và mẹ cũng không trách mình nữa, không đòi hỏi cái gì ở mình một cách quá đáng cả. Vậy thì mình phải ý thức mình làm cho mẹ vui lòng. Và vì vậy các cháu sẽ tự cố gắng học hành nè, ngoan nè, không kết bạn với những người bạn xấu nè, vân vân. Còn nếu chúng ta cứ đặt những dấu chấm về sự lạnh cảm đó, chúng ta đẩy các cháu ra xa, thì các cháu sẽ tìm những đối tượng để có thể bù đắp lại cái tình cảm mà đã mất với cha mẹ. Và như vậy chúng ta sẽ mất đứa con dù đang sống trong gia đình với mình. Cho nên tôi nhìn thoáng qua chị Hà Ngọc Vân thì tôi biết rằng chị có một cái ơn là biết ai chị biết cũng chân thành chân thật, giao lưu với ai cũng hết lòng, huống chi là con của mình. Tôi tin rằng các cháu đọc được cái sự nhiệt huyết của mẹ và bàn tay của người mẹ đó vừa nâng đỡ con và ngay cả giải cứu con bất cứ giây phút nào. Tôi không có biết nhiều chị Hà Ngọc Vân, nhưng mà nhìn thoáng qua tôi thấy được điều đó, và tôi tin rằng các cháu còn thấy rõ hơn tôi nữa. Cảm nhận không một cách đâu sâu được sắc hơn sư tôi. Ơi, con trai lớn nó rất là xa cách và nó rất là lạnh lùng luôn. Cứ tin như vậy đi. Con trai lớn nó ở riêng, nhưng mà nó mình cứ giống như mục sư nói, mình quá tôn trọng đi. Mình tôn trọng tới mức độ mà mình cứ phải chào con trước, mình cứ thế này thế kia trước á, riết rồi tự nhiên nó cũng thành một cái thói quen, rồi nó cũng không có, nó gặp mình nó cũng không có còn niềm nở. Rồi khi có bạn gái, khi cứ sống như vậy, cái này là một cái nỗi buồn trong lòng mình. Ở đây mình coi mọi người như gia đình mình chia sẻ, khi có con, bạn gái, thì cái cách của con trai mình nó đối xử với mình thì bạn gái nó cũng sẽ đối xử với mình như thế. Nếu như là nó lạnh lùng, nó không có một, thậm chí dụ như mình cũng nấu ăn, mình ngày nghỉ mình mời con qua ăn, mà thật ra mình nấu ăn dở quá, mình nấu ăn dở quá đi. Xong thường thì con qua thì mình cứ hay nói là có ăn, nhưng thật sự là mình thường là order đồ về đó. Rồi cái bạn gái thì nói má mì ơi đừng có ăn ở ngoài nữa, đồ ăn nhiều bột ngọt lắm, để khi con nấu, con rảnh con nấu thì con đem qua, ví dụ vậy. Nhưng rồi lại cũng đi làm, mình cũng không có thể nào nói gì hết, nó xa cách. Mà thậm chí tới bây giờ mình cái sự lo sợ giữa anh và em cùng cùng mẹ khác cha, nó có hai cái khoảng cách thiệt là xa luôn, xa lắm. Một đứa thì mình nuôi từ Việt Nam lớn lên, nó cũng gần gũi, nhưng mà tự nhiên nó qua đây rồi nó thấy mình bận rộn cuộc sống mới. Một đứa này thì nói chung là nó khờ, nó hiền mà nó hiền lành, nó ngoan. Nó sợ mỗi lần mình tức lên mình hay nói gì đó là, hoặc là mình rướm rướm là em đã bắt đầu là em sợ rồi. Cho nên nó có những cái khổ tâm không có thể nào nói được, không có thể nào mà, chắc phải xin luật mục sư một cái ngày để tư vấn riêng về cái chuyện con riêng của mẹ, con của mẹ, nhưng mà khác cha thì nó khổ tâm dễ sợ lắm. Hai anh em rất là khác biệt đó, cho nên cái sự gần gũi mình nghĩ nó không có. Chị cứ cố gắng giao lưu với những người bạn mà chị thấy tâm đầu ý hợp để giúp cho tâm thái của mình được bình an. Cái thứ hai đó, dành thời gian thưởng thức về việc nấu ăn. Nếu mà không có làm thường xuyên hàng ngày được đó, thì cuối tuần dành một cái thời gian đặc biệt để mình mua những thức ăn, những loại rau quả mình thích về, mình mân mê từng cái cà chua, từng cái loại rau, và mình xem nó như là một cái tác phẩm hội họa nghệ thuật vậy đó. Mình thưởng thức để lấy lại cái sự quân bằng cho tâm thái của mình và cảm xúc của mình.
rồi từ đó gần gũi con. Đối với cháu 31 tuổi đó, không cần phải nói thành lời nữa, mà gặp con thì chỉ mỉm cười thôi. Là vì ở thế giới bên kia, có nghĩa thế giới của cháu đó, cháu cũng có những cái quạnh khúc chưa có được giải tỏa ở đời sống riêng của cháu, hoặc là vì lý do nào đó. Và mình cũng không có hiếu kỳ cần biết chi cả. Chị Hà Ngọc Vân đó, mẹ đó, không cần biết chi cả. Từ từ đó, một lúc nào đó tôi tin rằng mình cứ bình an và cứ tâm thái nhẹ nhàng với con, rồi một lúc nào đó con sẽ ngồi khóc với mình. Giây phút nó sẽ đến. Nó chỉ có khóc quá, khi nó nào bực mình... quá, nó ngột ngạt quá, nó sẽ ngồi khóc. Nó chỉ khóc khi nào nó cần đổi xe. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, nó đến cần, một lúc. Nó khóc khi nào nó cần này cần kia, nó mới quá, đúng, nó mới đổi xe, nó mới tâm sự xíu thôi. Còn thường là không. Nhưng mà tôi thấy ở chị Hà Ngọc Vân và những người mẹ, đặc biệt là chị Hà Ngọc Vân đã có một cái phong cách rất vững. Giống như là thay vì là một người cha, là một ngọn núi Thái Sơn, thì chị là mẹ đóng vai trò cha. Tôi thấy chị rất vững, cái tâm rất là vững. Cho nên tôi tin rằng các con đó, nó thấy người mẹ mạnh mẽ quá thì nó cũng ngại ngần. Nhưng mà sẽ có một lúc, ngay cả con trai cũng vậy, sẽ mời mẹ và mẹ con sẽ tâm sự với nhau. Sẽ có một lúc nào đó, mình không biết được. Trong lúc này là tuyệt đối không chắc, không có nghĩ sai về con, mà chỉ thông cảm thôi. Là vì chúng ta cũng đi qua một đời, chúng ta hiểu được cuộc sống như thế nào. Bây giờ tới khi các con chúng ta đi vào cuộc đời này, cảm thông cho nhau và cứ giữ sự yên lắng, chúc bình an cho nhau và cầu cầu may, cầu an cho nhau nha. Giữa mình với con cũng vậy. Cho nên chiều nay trên đường lái xe về, tôi hỏi đứa con 14 tuổi đó, con muốn từ giờ trở đi là ba là bạn của con hay là cha của con, là ba của con. Thì cháu nó nói con muốn cả hai luôn được không? Tôi có nói với Nga là tới năm 18 tuổi đó, tôi sẽ nói chuyện với các con của tôi chỉ như người bạn với người bạn thôi, chứ không còn là giữa cha con với nhau nữa. Đương nhiên mình vẫn thương con mình, nhưng mà mình tôn trọng con mình đó. Giả sử mình gọi điện thoại cho một người bạn mà người bạn nó nói rằng hôm nay tôi buồn quá, tôi mà tôi chắc là tôi không nói chuyện lâu được, hoặc là tôi sẽ ngưng ở đây, thì mình đâu có thể nào phàn nàn hỏi tại sao con lại vô lễ với mẹ hoặc với cha. Mình đâu có dùng từ ngữ đó được, phải không ạ? Thôi con nghỉ đi nha con, bạn nghỉ đi nha bạn, rồi ngày mai nếu mà rảnh thì gọi lại cho tôi, phải không ạ? Từ 18 tuổi trở nên phải tôn trọng con của mình như là một người bạn quý của mình vậy. Bạn giúp được gì mình giúp. Còn không, không thể nào, đó là trách nhiệm của con phải báo hiếu cho cha mẹ. Mà mình càng an nhiên như vậy thì con mình lại càng tôn trọng. Vậy thôi. Yeah. Thôi bây giờ thời gian cũng đã nhiều rồi Tường Vân ha. Tường Vân có thể có những lời cuối để chúng ta dẫn vào phần kết thúc, Tường Vân. Dạ, em cảm ơn mục sư và tất cả các anh chị đã đặt câu hỏi. Thì trong cái buổi ngày hôm nay với đề tài là cùng làm việc nhà, thì phải nói rằng Vân học được một cái điều rất là quan trọng trong ngày hôm nay, đó là mình làm việc nhà với con không phải vì trách nhiệm, mà vì chúng ta tâm giao với con, và qua cái hành động làm việc nhà để chúng ta cùng thưởng thức nhau với con, và đưa những cái bài học trong cuộc sống len vào trong cái cách mà chúng ta dạy con. Và cố gắng cha mẹ đừng để nhiều cái dấu chấm, để chúng ta kết thúc cái mối tương giao với con vô cùng quan trọng. Khi chúng ta bước vào nhà, cho mình cái tâm thế vui mừng trở về nhà với con, chứ đừng đem hết những cái buồn, đau, khó chịu gì hay là xúc cảm gì ngoài kia, có thể bực bội và đem vào trong nhà và ảnh hưởng tới cái tinh thần của mình. Thì đây là hai cái điều mà phải nói Vân rất là tâm đắc. Không đặt nặng trách nhiệm, không yêu cầu con làm vì trách nhiệm, mà chúng ta làm vì chúng ta thưởng thức nhau và cơ hội để chúng ta học hỏi với nhau. Thành ra là cảm ơn mục sư Ngô Duy Cường rất nhiều về cái buổi hôm nay. Em tưởng vào đây để học làm sao dạy con là làm ABCD, nhưng mà bây giờ cuối cùng em vào đây học không phải để bắt con làm cái này cái nọ cái kia, nhưng mà để làm sao mình nói chuyện được với con
Đó là cái điều phải nói là rất là khác biệt đối với cái đề tài hôm nay ha. Rồi cảm ơn các anh chị và mục sư, và em mời mục sư dâng lời cầu nguyện trước khi chúng ta kết thúc. Chúng con kính dâng lên Cha từ ái của chúng con, Ngài là nguồn cội của sự sống. Mỗi ngày chúng con và muôn loài vạn vật được thưởng thức biết bao nhiêu là hương vị, chất vị từ thiên nhiên do Ngài tạo dựng và ban cho. Chúng con biết ơn Ngài. Và trong vòng tay của chúng con, Ngài giao cho chúng con những người bạn rất quý từ thiên đàng. Các cháu từng là những bé thơ và bây giờ có những người con đã lớn rồi. Nhưng mà trong tim chúng con, các cháu luôn là những thiên thần. Và chúng con được học bài học rằng các con, là chúng con phải đối xử với các con của mình như là những người bạn quý của linh hồn chúng con vậy. Xin Ngài ban thêm cho chúng con sự khôn sáng, tình thương, những tình cảm dịu hiền, ngọt ngào và những lời nói như là Ngài nói xuyên qua chúng con đến với các con chúng con vậy. Bất cứ giây phút nào cuộc đời, chúng con đều trân quý những món quà vô cùng quý giá mà Chúa ban cho chúng con là những người con. Chúng con cầu xin Chúa chúc phước trên các con của chúng con, trên nhiều thế hệ về sau này nữa. Và xin Ngài thêm cho chúng con lượng khôn ngoan và năng lực cần thiết để chúng con tiếp tục đi đứng một cách vững vàng, đầy tự tin, đầy nghị lực, tiếp tục sống. Và xin Ngài cũng gửi đến cho cuộc đời chúng con thêm những người bạn để chia sẻ với chúng con những kinh nghiệm tốt lành của cuộc sống, giúp cho chúng con sống vui, sống khỏe. Và nhất là mỗi ngày khi trở về nhà, sau khi đã hoàn thành mọi việc, có được một giấc ngủ bình an. Một lần nữa, chúng con cầu xin Ngài ban bình an trên tất cả chúng con. Cảm tạ Chúa rất nhiều. Trong danh Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Amen. Amen. Rồi, cảm ơn nha mục sư Nguyễn Duy Cường và các anh chị em. Bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt ở đây. Chúc các chị em ngủ ngon nha. Phải có giấc ngủ ngon, ngày thật vui. Và chúng ta sẽ quay lại vào tuần thứ tư tuần tới. Rồi, xin chào tất cả các anh chị em. Chúc tất cả những người ở Hoa Kỳ một giấc ngủ ngon. Bên Canada cũng vậy. Canada chắc là tối lắm rồi, khuya lắm rồi. Chị Hà Ngọc Vân một giấc ngủ thật ngon. Phương Tiến với chị Thiên Lý ở Việt Nam một ngày thêm năng lực nha, và đầy năng lực sống. Rồi, cảm ơn tất cả. Xin mến chào.